sẽ rất nét, không có tóc luôn á. Sao có thể xuất sắc như vậy chứ? Phụ nữ thường sở hữu trực giác nhạy bén, mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với những chàng trai cuốn hút trực giác đó, đôi khi lại sai lầm. Chương trình với sự dẫn dắt của hai MC hài hước Thương Mỹ Dạ và Trương Thị Vinh cùng sự tham gia của 40 nghệ sĩ nữ hot nhất showbiz. Trực giác của bạn như thế nào? Linh tính của bạn có chính xác? Hãy cùng theo dõi và khám phá trong chương trình Giác quan thứ 6.